Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn video clip kiểm tra rủi ro phòng máy bơm nước sinh hoạt. Bước 1. Ta kiểm tra vệ sinh phòng bơm. Bước 2. Kiểm tra thân bơm, các van, khớp nối mềm, xem có bị rò rỉ nước hay không. Kiểm tra đường ống, giá đỡ có bị xệ hay sự cố hay không. Bước 3. Kiểm tra đồng hồ áp, so sánh áp lực nước với chỉ số bình thường. Bước 4. Kiểm tra tủ điện xem có mùi khét hay không. Kiểm tra tình trạng hoạt động của các automat và các thiết bị trong tủ điện có hoạt động bình thường hay không. Bước 5. Ký vào form kiểm tra rủi ro hàng ngày. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn video clip kiểm tra rủi ro phòng bơm nước sinh hoạt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.